Quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, được sự nhất trí của Ban Chi ủy Chi bộ 2, được sự thống nhất của Ban công tác mặt trận khu 2, hôm nay khu 2 long trọng tổ chức đêm giao lưu dân vũ, giai điệu khỏe đẹp. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho Ban tổ chức xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Chúc cho toàn thể đội thi chúng ta có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng và đem đến cho khán giả những tiết mục thật hay, thật bổ ích và thật đặc sắc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
chỉ kỳ
cảm ơn tiết mục của các xin cảm ơn phần trình diễn của Dị Nậu ạ. Cảm ơn tiết mục đến từ câu lạc bộ Tình Anh khu B ạ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ đến từ khu 3 với điệu nhảy Cắt Đôi Nỗi Sầu. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh.
Bộ Thanh Xuân với tiết mục thật là đặc sắc ạ. Thank you.
lớn để cổ vũ cho tiết mục vô cùng đặc sắc của các chị đến từ câu lạc bộ Minh Đỗ.
người cao tuổi thứ hai. Người cao tuổi thứ hai chuẩn bị ạ. Thank you.
trên rừng lòng ta tiếng cười thay lời chào. Đến từ khu 2 của các cụ đến từ khu 2 ạ. Where they say they're so way, kind of beautiful.
hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em, dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em, sẽ mãi mơ về với em, tình yêu trong mơ của em đã một lần được ôm em trong vòng tay bên nhau, bước trên yêu thương cùng bước sang mộng mơ để sẽ mãi bên nhau. Trân trọng cảm ơn tiếp tục vô cùng đặc sắc. Yeah.
xin được. Thank you.
đập chân.
làm. Tiết mục của các chị khu 2 và các chị khu 2 chúng ta sẽ khép lại đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. We'll be right back.